Rồi, ok, xin chào các bạn đang xem channel Quý Linh. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái cách để giúp chúng ta có thể cứu được cái chiếc tay cầm Watch 2 cũng như những cái dòng tay cầm thế hệ mới của thương hiệu Flydigi. Các tay cầm khác thì nó cũng như vậy, nó sẽ như vậy. Đây là một cái sản phẩm chiếc tay cầm của khách hàng gửi lại cho bên mình. Không mua bên mình nhưng mà chiếc tay cầm này nó bị lỗi pin và có nhờ bên mình xử lý giúp. Thì cái chiếc tay cầm này là nó không sạc pin được, không vào pin nữa đó. Thì mình bung chiếc tay cầm này ra và kiểm tra trên cái máy đo AP kế thì thấy nó không có nhảy điện, và cái pin đó là có nghĩa là bạn này để chiếc tay cầm này trong tủ một thời gian quá lâu không sử dụng, nên dẫn đến là viên pin của nó bị kiệt, không sạc trước khi để, nên thành ra là pin nó bị hư mất rồi. Chỉ có cách là phải bung cái máy ra và thay pin. Chiếc tay cầm này mình đã được cứu xong rồi nè, và sau khi thay pin á, thì nó hoạt động tốt lại được như thế này. Và cái pin trên cái dòng Watch 2 á, hay là những cái dòng tay cầm khác các bạn muốn tự thay tại nhà á, phải để ý sau khi các bạn bung ra xem kỹ cái mã trên cái viên pin nó viết là như thế nào. Ví dụ như cái dòng Watch 2 thì nó sử dụng viên pin có mã là FZ702025 như thế này. Sau khi mà chúng ta biết được cái mã của viên pin như thế này á, thì chúng ta có thể lên Google hoặc lên Shopee, Lazada gì đó, các bạn có thể đi tìm những cái mẫu pin này, đặt đúng cái viết đúng cái mã này trên các sàn thương mại thì nó sẽ ra đúng cái viên pin các bạn cần mua của đúng cái mã máy luôn. Pin này là pin lipo polymer, dùng trong loa Bluetooth hay là nói chung là rất là nhiều thiết bị điện tử. Rồi, về cái cách bung chiếc tay cầm Watch 2 này á, thì giờ mình sẽ thử bắt nguồn lên test nhanh kết nối có thử là nó có chơi được với điện thoại Android hay gì đó không. Test nhanh thôi. Con này thì nó sử dụng cái ứng dụng Flydigi Game Center. Cái này thì nó đơn giản rồi ha. Nó khác với những cái dòng tay cầm OEM là nó có một cái hệ sinh thái riêng, những cái ứng dụng mát phím riêng. Một bên như thế này thì các bạn sẽ chơi những cái thể loại game như là Tốc Chiến hoặc là PUBG Mobile, nó sẽ rất là tốt, đặc biệt là cái thể loại game mới ra, Tốc Chiến. Watch 2, rồi đã kết nối luôn. Nó sẽ có cái phiên bản Liên minh Tốc Chiến của Vinagame phát hành nha, chứ không phải là cái Liên minh Tốc Chiến của phiên bản Trung Quốc hay là phiên bản quốc tế như những cái app map khác. Tất cả các tay cầm của thương hiệu Flydigi và Gamesoy thì hiện tại nó cũng đã support cho iOS 14.3 rồi, các bạn lưu ý nha, đã support cho iOS 14.3. Mình bận quá chứ không là mình cũng đã có những cái video hướng dẫn cho các bạn cách để kết nối với các iOS đó rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào game thôi, vào đấu tập đi ha. Phòng tập. Đối với thể loại game kiểu Tốc Chiến như thế này thì thực sự mà nói là tất cả các chức năng trên những chiếc tay cầm dạng truyền thống thì nó gần như là nó vô dụng. Chỉ có những dòng tay cầm một bên như thế này là mình nghĩ nó hợp lý, bởi vì khi mà chúng ta điều khiển cái game Tốc Chiến này ở cái phần mu này nè, sử dụng trong một thời gian dài, mình cũng đã chơi cái game này trong cũng rất là lâu và thấy là cái phần di chuyển này mà khi mà chúng ta chơi game nóng máy lên á thì nó sẽ bị loạn cái phần di chuyển, nhiều khi chúng ta di chuyển còn không được. Có hai cách để khắc phục được chuyện đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc tay cầm một bên dạng như thế này, hoặc thứ hai là các bạn sẽ sử dụng những chiếc găng tay cảm ứng. Nó hợp lý hơn là các bạn mua những cái chiếc tay cầm truyền thống full size nhiều phím, mua về nó không có tác dụng. Rồi, rồi chúng ta sẽ mở cái này lên. Sau khi mà chúng ta map là một cái preset của Flydigi thì chúng ta apply nó lại. Còn không thì chúng ta có thể edit để custom lại từng cái phím function ở trong cái ứng dụng này. Cái này thì rất là nhiều bạn ở trên YouTube có hướng dẫn rồi, mình chỉ đi nhanh thôi, sơ lược thôi. Game Tốc Chiến này thì mình nghĩ rằng chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất một cái phím analog bên phía tay trái để sử dụng cái chức năng move thôi.
như thế này thôi là hợp lý rồi. Còn tất cả các chức năng như là mặt cô hay là gì đó, mình nghĩ là nó không hợp lý đối với thể loại game này, đặc biệt là những người nào muốn leo rank. Thật sự mà nói như vậy, nó sẽ không phù hợp khi mà chúng ta chơi một cách chuyên nghiệp. Tùy vào tình huống mà chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím như thế nào cho nó hợp lý thôi, chứ không thể áp dụng chức năng mặt cô để đánh đồng cho tất cả các tình huống được. Khi mà sử dụng các tay cầm một bên á, thì thứ nhất là cái view nhìn nó sẽ thông thoáng hơn, thứ hai nữa là phần di chuyển chúng ta sẽ ok hơn, phần cảm ứng thì trên điện thoại nó sẽ nhận diện tốt hơn nếu mà chúng ta sử dụng hai phím hai ngón tay để thao tác. Rồi, đó là sơ sơ về cái thể loại game như vậy. Kết nối là mình thấy ok rồi đó. Bây giờ là mình có thể trả khách vô tư rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bung cái tay cầm này ra ha. Bung chiếc tay cầm Fly DZ Quad 2 cũng như Quad 2 Pro thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng một cái tua vít. Phía sau nó có ba cái điểm để chúng ta có thể gỡ đầu tiên. Chúng ta gỡ ở đây trước. Gỡ lần lượt nhé. Các bạn vẫn có thể ở nhà tự bung máy ra để vệ sinh lại ở cái phần lò xo hoặc là các nút bấm, nếu mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài mà các bụi á, nó có quá nhiều vào trong chiếc tay cầm. Sau khi mà bung ba cái ốc vít này ra thì các bạn chưa thể gỡ được chiếc tay cầm này ra đâu nha. Chúng ta phải bung thêm hai cái ốc vít ở phía trước nữa, và hai cái ốc vít phía trước là nó giấu ở phía dưới cái miếng đệm cao su này ha. Chúng ta sẽ gỡ cái miếng đệm cao su này lên đó. Đây, nó chỉ là phần dán thôi đó. Gỡ đây một con. Rồi, phía dưới này một con nữa. Ok, để riêng ra ha. Rồi, sau khi mà chúng ta gỡ xong rồi ấy, thì các bạn sẽ kiếm một cái phần nhựa cứng hoặc là một cái gờ để có thể bẫy được cái tay cầm này lên theo cái gờ của nó. Đủ 5 con này là các bạn có thể bẫy được nha. Đó, nếu mà muốn bẫy nhanh á, thì các bạn sẽ gỡ cái phần mapper này, cái kép mapper này để active mấy cái dòng điện thoại Android. Đó, các bạn sẽ gỡ theo cái chiều ở phía trong này trước, gỡ cái phần này lên, bẫy cái phần này lên. Rồi, ok. Thì cái túi pin này á là mình đã được thay, mình đã thay đúng cái mã của nó và mình nối lại, mình nối nó lại về đúng cái chân cũ của nó. Cái chân này thì thực sự là mỗi chân ở trên một chiếc tay cầm là nó đều khác nhau, chúng ta không thể thay thế kiếm được, rất là khó kiếm. Hoặc là nếu mà chúng ta ra mấy cái tiệm điện tử thì nhiều khi cũng có, nhưng mà để đúc cái dây đồng vào cái chân này thì nói chung cũng phức tạp ha. Đó, hệ thống các nút bấm lò xo, nếu mà các bạn bị lò xo các bạn bấm nhiều quá nó yếu hay gì đó thì chúng ta có thể thay thế ở đây, như vậy rất đơn giản. Còn trên chiếc tay cầm Watch 2 này thì cái hệ thống cái cụm analog của nó có thể tách rời ra được, nhưng mà thực sự mà nói để thay thế nguyên cái cụm này thì rất là khó, chúng ta không thể khò ra được. Thay thế phải mua phụ kiện, đúng phụ kiện của hãng là thay, chứ cái joy này thì nó không 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 có ngoài. Vấn đề thứ hai nữa là cái túi pin đó của thằng Watch 2 cũng như Watch 2 Pro á, là nó có thiết kế hơi hơi bự lên một xíu. Cái pin này thì nó hơi chai rồi, nó hơi phồng ra một xíu, nó có thiên hướng về chiều cao. Còn những cái pin mà trên thị trường bán á, thì nó hơi dẹp một xíu, nên mà khi mà chúng ta lắp lại được á, thì nó không vừa, nó bị cống với cái miếng nhựa này đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng biện pháp là mình chơi thủ công, mình cắt cái phần nhựa này ra để mình có thể mình nhét cái túi pin này vừa vào cái phần nhựa này và gắn lại cho chiếc tay cầm này, chỉ như vậy thôi. Còn đây là cái hệ thống 7 lò xo của nó khi để kẹp điện thoại đó. Nếu mà chúng ta cái phần này nó bị lỗi thì các bạn có thể tháo bốn con ốc này ra và có thể nghiên cứu lại, thay lại lò xo hoặc là lắp lại cái lò xo cho nó đàn hồi tốt hơn nếu mà nó giữ không tốt, chỉ như vậy thôi.
Ok, hệ thống dây này thì nó đi rất là chỉnh chu này ha, rất là chỉnh chu đó. Rồi lắp lại thì cũng y chang như vậy thôi, các bạn để cái nút bấm LT này phía trên, LB chứ, rồi LB này ở trên mà nó có một cái G này ở đây. Giờ mình sẽ tiến hành lắp lại như thế này. Cái viên pin này các bạn lưu ý nhé, nếu mà không muốn để nó lòng thòng như thế này thì các bạn có thể dùng giấy, dùng keo giấy để các bạn có thể dán nó cố định vào cái vị trí này, hoặc là dùng cái miếng xốp hai mặt dán nó vào đây thì nó sẽ tốt hơn. Rồi ok, chỉ như vậy thôi, chỉ cần mua đúng cái mã pin là chúng ta có thể thay thế được. Nhưng mà để tốt hơn hết á, mà các bạn không chơi những chiếc tay cầm trong một thời gian dài thì các bạn nên sạc đầy pin và cất ha. Sạc đầy 100% và cất. Còn những cái túi pin này, cho dù nó là hàng hãng hay là nó là hàng chợ, thì cái túi này á, nó chỉ có tuổi thọ tối đa 1.500 lần sạc thôi, không giới hạn số lần các bạn sạc vào, nhưng mà nó chỉ đạt khoảng tầm 1.500 lần sạc thôi. 1.500 lần sạc thì cứ thử nghĩ là tầm 3 ngày 4 ngày các bạn sạc một lần á, thì các bạn cũng phải sạc tầm 4 đến 5 năm nó mới gọi là hết hạn sử dụng. Rồi ok, đây là những cái chia sẻ của mình về cách để cho chúng ta nhận biết và thay pin, tự thay pin tại nhà. Không chỉ đối với những chiếc tay cầm mà các bạn có thể thay cho những chiếc bàn phím Bluetooth, loa Bluetooth hay là bất cứ thứ nào, mà các bạn biết được nguyên nhân rằng là do pin nó bị chai lỗi hay là gì đó, các bạn có thể tự xử lý được tại nhà một cách đơn giản nhất, không cần đem đến tiệm mà bị tốn rất là nhiều tiền. Ok.